Kính chào quý ông bà và anh chị em. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston thuộc vụ tỉnh Thánh Vincent Liêm dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Gioan Hoàng Sơn. Hôm nay là ngày thứ năm tuần lễ thứ sáu mùa Phục Sinh, cũng là ngày lễ mừng Kính Thánh Philip Neri. Giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Thánh Gioan chương 16 câu 16 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy, và thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời từ biệt của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu dành rất nhiều thời gian để căn dặn các môn đệ trước khi bước vào cuộc thương khó và tử nạn. Như vậy, ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy thầy, nghĩa là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngày mai táng Chúa Giêsu sẽ chịu chết trên thập giá. Rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Đó là sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Chúa Giêsu phục sinh tiếp tục hiện diện trong giáo hội ngay bây giờ và ngay lúc này. Chúa thực sự hiện diện trong lời của Ngài, trong bí tích của Ngài, qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội cách hiển nhiên. Chúa Giêsu còn nói tiếp: Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Kitô giáo không chối bỏ thực tại của đau khổ, nhưng trong cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Kitô giáo không còn nhìn vào đau khổ như một ngõ cụt của cuộc sống. Trái lại, trong ánh sáng phục sinh của Đức Giêsu, cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, cũng có nghĩa là nhìn thấy Ngài ngay cả những lúc tăm tối của cuộc sống. Thấy được Ngài, bám chặt lấy Ngài, thì cho dù khổ đau có chồng chất, con người vẫn thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài cũng có nghĩa là nhận ra khuôn mặt của Ngài trong những anh chị em đau khổ chung quanh chúng ta. Sự cảm thông phục vụ đối với những người đau khổ sẽ cho chúng ta tham dự vào cuộc tử nạn
của Đức Giêsu và niềm vui phục sinh sẽ tràn ngập tâm hồn của chúng ta. Tóm lại, lời Chúa hôm nay là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương, nhắc cho chúng ta nhớ mình chỉ là lữ khách sống tạm ở trần gian, như bông hoa sớm nở tối tàn. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi lắm, chúng ta phải luôn sống tốt lành để được chết lành. Chúng ta phải biết từ bỏ mình để gặp gỡ lại mình trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở thành niềm vui và sự nâng đỡ an ủi cho các môn đệ. Vì thế khi vắng bóng Chúa, các ông đã buông xuôi thất vọng. Hôm nay, Chúa đã phục sinh và vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng con. Nếu chúng con biết luôn tìm sống theo thánh ý của Ngài, như một niềm vui tràn đầy trong tâm hồn. Và mặc dù bề ngoài chúng con thiếu thốn hoặc mất mát tất cả, nhưng tâm hồn chúng con vẫn có Chúa hiện diện, thì chúng con tin rằng chúng con vẫn còn tất cả. Cuộc đời vẫn reo vui phấn khởi và tràn đầy ý nghĩa. Amen. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng Ngài. Ngài sai tôi.